số 9 nói lên những cảm nghĩ của mình trong ngày tổng kết năm học 2016-2017, và cũng là ngày mà toàn thể khối 9 chúng em nói lời tạm biệt với thầy cô và mái trường Tân Bình Hiệp. Một mùa hè nữa lại đến, nhưng đối với chúng em, mùa hè năm nay thật đặc biệt, bởi lẽ đây là những ngày tháng cuối cùng mà chúng em còn được ở bên mái trường này. Giờ đây, chúng em thật sự thấy hối tiếc những ngày tháng hồn nhiên, trong sáng, vui vẻ, tươi đẹp nhất bên bạn bè, thầy cô dưới mái trường này. Thưa thầy cô, 4 năm học vừa qua, chúng em đã được học tập dưới mái trường Trung học Cơ sở Tương Bình Hiệp. Có lẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong thời học sinh chúng em. 4 năm, khoảng thời gian đủ để chúng em khắc cốt ghi tâm những kỷ niệm đẹp bên thầy cô, bên mái trường, với từng ô cửa sổ góc sân trường. Dưới mái trường này, chúng em đã nhận được sự dạy bảo tận tâm, tận tình của thầy cô, được sống trong tình bạn vô tư, hồn nhiên, trong sáng, được là chính mình, được theo đuổi đam mê, mơ ước. Đi dọc theo những hành lang quen thuộc, đưa mắt nhìn khoảng trời đầy nắng và gió, em thấy yêu làm sao những hàng cây, thấy nhớ làm sao những ngày đầu tiên bước đến nơi này được thầy cô dịu dắt. Em nhớ lắm tiếng giảng bài trầm bổng và cả những lời nhắc nhở nghiêm khắc của thầy cô, nhớ những lúc vui vẻ và cả những lúc giận hờn bên bạn bè. Bao lần làm thầy cô buồn, chúng em vẫn chưa nói được lời xin lỗi. Bao công lao dạy dỗ của thầy cô, chúng em vẫn chưa nói được lời cảm ơn. Rồi mai đây, mỗi học sinh lớp 9 bước sang một ngã rẽ khác nhau, mấy ai còn nhớ lại những bước chân mình đã đi qua, những vấp ngã được thầy cô nâng đỡ. Nhưng dù có ở nơi đâu, dù có gặp bạn bè mới, thầy cô mới, chúng em vẫn không thể quên được mái trường Tân Bình Hiệp thân yêu. Chúng em sẽ mãi khắc ghi công lao dạy dỗ của thầy cô, những người đã truyền cho chúng em kiến thức bằng cả tâm huyết cuộc đời mình. Bài giảng của thầy cô hôm qua đã giúp chúng em mở mang kiến thức và khai sáng tâm hồn cho chúng em. Xin cho chúng em được mang theo tất cả những bài học quý giá sau này trên đường đời. Xin thay mặt cho các bạn học sinh lớp 9 gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ban giám hiệu nhà trường, đặc biệt là thầy hiệu trưởng Trần Hoàng Vũ, người đã luôn kề vai sát cánh bên chúng em. Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các cô giám thị, các cô lao công, các bác bảo vệ, những người đã lặng thầm tạo cho chúng em một môi trường sống văn minh, an toàn và sạch sẽ. Các bạn học sinh lớp 9 thân mến, chỉ ngày hôm nay thôi, chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Nhưng tôi hy vọng rằng những giây phút này sẽ mãi mãi khắc sâu vào tâm trí của các bạn. Và sau đây, tôi xin trích lại lời của bạn Trần Phương Anh, lớp 9A2. Bạn ấy có chia sẻ như sau: trên con đường học vấn của mỗi người, chúng ta có thể cùng gặp nhau dưới một mái trường, may mắn hơn còn trở thành những người bạn thân thiết của nhau. Thời gian sao trôi nhanh quá, chúng ta đã cùng nhau vượt qua từng kỳ thi, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc tươi đẹp nhất. Có lúc tôi nghĩ rằng tôi mau chóng trưởng thành, nhưng tại giây phút này đây, tôi mong rằng thời gian trôi chậm lại thôi, để tôi còn được cười nói với bạn bè, cùng nhau nghĩ về tương lai phía trước. Các bạn học sinh có 6, 7, 8 thân mến, chắc hẳn rằng năm sau hoặc nhiều năm sau nữa, các bạn cũng sẽ có tâm trạng như chúng tôi hôm nay. Chúng ta dần nhận ra những năm tháng của tuổi học trò sao mà trôi nhanh quá. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi, vâng lời thầy cô, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của trường chúng ta. Các bạn chính là tương lai của ngôi trường, là những người viết tiếp trang sử tốt đẹp cho trường chúng ta. Ngày hôm qua đã là quá khứ, hôm nay rồi cũng sẽ trở thành quá khứ. Nhưng hôm nay chính là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Vì vậy, tôi hy vọng rằng các bạn sẽ trân trọng từng giây, từng phút còn được ở bên thầy cô, còn được ở bên bạn bè.
muôn vạn tình yêu thương. Những kỷ niệm ngọt ngào với thời áo trắng chỉ là tạm biệt thôi nhé, mái trường thân yêu ơi. Vì nhất định một ngày không xa, chúng em sẽ quay trở lại đây. Trong tim vẫn vẹn nguyên cảm xúc như ngày nào, và trên môi vẫn nở những nụ cười rạng rỡ như chưa hề có cuộc chia ly. Kính chào quý thầy cô, kính chào tạm biệt mái trường trung học cơ sở Tương Bình Hiệp thân yêu. Chúng em đi.